giới thì nó chủ yếu là tép với cá trắng, cá bạch hầu, cá sặc. Lâu lâu thì có ếch, có vắn, rồi có lóc, cá chê, cua nữa. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Quá trời cá bạch hầu luôn các bạn ơi. Cá bạch hầu, cá sặc, cá cua, tép nữa. Tép ít quá. Mấy cái giớn này dễ đặt lắm các bạn. Ở mấy bạn ở miền Tây á, mấy bạn mà có cái đám ruộng nào mà trống á, hoặc có lúa á, mình đặt được á, mình xuống đặt đi. Đặt dễ lắm. Mình đặt là khoảng 12 tiếng là có rồi. Mới có khi nãy mình đặt còn nữa bạn.
mình vô nhà mình lựa cho coi coi khá nhiều không nha. Chê nên là Út chê vậy lẻ vậy lắm nè. Mới hai cái chè mất tiêu rồi.
Thôi. Tép nè. Cái ba chậu. Đi hả mấy cá. Cá chê với cá lóc con. Đây, cá chê nè, cá lóc con nè bạn, cá phi nữa, ăn cá phi. Cá lóc con bạn dòng. Đây, 3 ngày đặt lớn rồi như đây cua này rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để xem nhiều video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.